Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tỉnh Tây Ninh luôn tận dụng ưu thế của mình để chuyển thành động lực tăng trưởng và phát triển cho tỉnh và cả vùng thông qua việc tham gia chuỗi giá trị và cụm ngành của khu vực. Kết quả về thu hút đầu tư vào các lĩnh vực đã tạo cho Tây Ninh một diện mạo mới. Thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Theo định hướng thời gian tới, tỉnh Tây Ninh tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển 3 vùng đô thị công nghiệp gồm thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu và một phần phía nam huyện Dương Minh Châu là vùng phát triển công nghiệp, đô thị dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, tâm phát triển của vùng 1 là Tam Giác, Trảng Bàng, Phước Đông, Gò Dầu. Vùng đô thị văn hóa, dịch vụ và du lịch gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, vùng phía tây huyện Dương Minh Châu và một phần phía đông huyện Châu Thành. Vùng 2 là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, lấy dịch vụ làm chủ đạo, phát triển đô thị có tính lan tỏa kết nối với Hồ Dầu Tiếng. Vùng đô thị sinh thái và cảnh quan gồm huyện Tân Biên, huyện Tân Châu, phía tây huyện Châu Thành và phía bắc huyện Bến Cầu. Đây là vùng phát triển nông nghiệp, từng bước phát triển dịch vụ hướng an sinh xã hội và du lịch sinh thái ở các khu vực Lò Gò, Sa Mát, rừng Hòa Hội, sông Vàm Cỏ. Phát triển thêm 3 khu công nghiệp mới gồm khu công nghiệp Thành Đức, khu công nghiệp Bến Củi, khu công nghiệp Hưng Thuận và mở rộng khu công nghiệp Thành Thành Công. Tổng diện tích đất của các khu công nghiệp mới và khu công nghiệp mở rộng khoảng 4.444 ha. Triển khai chuỗi công nghiệp đô thị Bộc Bài thành phố Hồ Chí Minh gắn với hành lang kinh tế xuyên Á thông qua việc khai thác tiềm năng và lợi thế lớn của khu kinh tế cửa khẩu Bộc Bài, điểm giao của trục giao thông quốc tế và quốc gia ở phía Tây Nam Tổ quốc, theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh, sạch, thông minh, bền vững, có bản sắc dân tộc trong hội nhập, kết nối quốc tế. Về giao thông, tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng giao thông từng bước hiện đại, kết nối thuận lợi, thông suốt với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Bộc Bài dự kiến khởi công năm 2024, hoàn thành năm 2027. Tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2027. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành Đức Hòa dự kiến khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025. Đường xuyên Á và các quốc lộ 22B, quốc lộ 22C, quốc lộ 14C, quốc lộ 56B. Đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trung tâm logistics cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, cảng cạn ICD Thanh Phước, cảng thủy nội địa Thành Thành Công và các cảng khác theo sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông để khai thác hiệu quả hành lang vận tải thủy Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khẩn trương lập đề án quy hoạch và đầu tư xây dựng cảng hàng không Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 ban hành kèm theo quyết định số 1107 ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh bao gồm 16 dự án, bao gồm các dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực đầu tư xây dựng khu đô thị 5 dự án gồm dự án khu đô thị phục vụ khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị phục vụ khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nhằm phát triển khu đô thị mới tại không gian cửa ngõ khu du lịch Núi Bà Đen. Dự án khu đô thị phụ cận khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, đầu tư xây dựng khu đô thị phụ cận khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nhằm phát triển khu đô thị mới tại không gian cửa ngõ khu du lịch Núi Bà Đen. Dự án khu đô thị Đông Thành Trung, đầu tư khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nhà vườn sinh thái Gò Kén. Dự án khu đô thị Long Thành Bắc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp du lịch tâm linh khu vực tòa thánh Cao Đài. Dự án khu đô thị Rạch Sơn, địa điểm đầu tư dự án khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở, 6 dự án, cụ thể như sau. Dự án khu nhà ở thương mại đường Hồ Văn Lâm, phường 2, thành phố Tây Ninh, diện tích dự án hơn 3 hectare. Dự án khu nhà ở thương mại thị trấn Tân Biên, mục tiêu là phát triển nhà ở thương mại, khu ở mới hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, diện tích hơn 2 hectare. Dự án khu nhà ở thương mại đường Nguyễn Minh Châu, địa điểm tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, diện tích 1,18 ha. Dự án khu nhà ở thương mại phía đông thị trấn Tân Biên, diện tích hơn 12 ha. Dự án khu phố thương mại Tân Biên, địa điểm đầu tư khu phố 2 thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh,
dự án khu nhà ở thương mại khu phố Thanh Hà, dự án nhà ở địa điểm tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Lĩnh vực khu thương mại dịch vụ chợ, một dự án là chợ Đồng Khởi xây dựng ở xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Lĩnh vực công nghiệp, ba dự án khu sản xuất chế biến sản phẩm cho ngành trang trí nội thất, địa điểm tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, diện tích hơn 43 ha. Dự án cụm công nghiệp Tân Hội 2 đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, diện tích 75 ha. Khu công nghiệp Hiệp Thạnh đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, diện tích hơn 573 ha. Lĩnh vực du lịch, một dự án khu tham quan chuyên đề nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, mục tiêu là đầu tư theo đồ án quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đưa khu du lịch quốc gia núi Bà Đen thành trung tâm du lịch đặc sắc về văn hóa, tâm linh, vui chơi giải trí, thể thao và du lịch sinh thái. Địa điểm tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, diện tích gần 80 ha. Thưa quý vị, danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 bao gồm 8 dự án, trong đó lĩnh vực thể dục thể thao 3 dự án gồm có dự án cụm công trình thể dục thể thao gắn liền với đất, hồ bơi và sân quần vợt, địa điểm đầu tư tại đường Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, diện tích hơn 13.000 m2. Dự án cụm công trình thể dục thể thao bao gồm sân bóng đá mini có diện tích hơn 1.250 m2, sân quần vợt có diện tích hơn 1.470 m2, hồ bơi trẻ em rộng hơn 1.200 m2, địa điểm đầu tư trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Trảng Bàng. Dự án xây dựng bể bơi, địa điểm đầu tư khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành, diện tích 3.400 m2. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, hai dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, địa điểm đầu tư cầu K13, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, diện tích hơn 22 ha. Dự án trường học chất lượng cao, địa điểm đầu tư tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, diện tích hơn 3 ha. Lĩnh vực môi trường, 3 dự án nhà máy nước Tân Biên giai đoạn 1, cấp nước cho thị trấn Tân Biên, dự án trạm xử lý nước thải đô thị, mục tiêu xử lý nước thải đô thị thị trấn Tân Biên, dự án nhà tang lễ và nhà hỏa táng phục vụ cho thị trấn Tân Biên và xã Thành Tây, huyện Tân Biên. Thưa quý vị, tỉnh Tây Ninh có 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố. Chính phủ ưu đãi đầu tư thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu theo địa bàn cụ thể như sau. Địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Tây Ninh. Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu. Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, huyện Tân Châu, huyện Tân Biên, huyện Châu Thành, huyện Bến Cầu. Tỉnh Tây Ninh thực hiện chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư đúng với quy định của chính phủ, đồng thời cam kết đảm bảo những lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, luôn dành cho nhà đầu tư những ưu đãi cao nhất và chỉ yêu cầu nhà đầu tư thực hiện những nghĩa vụ thấp nhất trong khung quy định chung của nhà nước, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện nhanh các thủ tục để giảm chi phí và thời gian gia nhập thị trường. Tây Ninh luôn là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, thân thiện, an toàn và hiệu quả, và lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục là nỗ lực hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là đẩy mạnh đầu tư kết nối cái hạ tầng giao thông một cách đồng bộ nhất để thúc đẩy kinh tế xã hội, và đặc biệt là chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy mạnh cái cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng cái môi trường đầu tư thực sự là minh bạch, rồi chuyên nghiệp, hướng tới cái có sức cạnh tranh cao. Tây Ninh đã và đang có bước chuẩn bị bài bản cho sự phát triển bền vững, đồng hành cùng nhà đầu tư phát triển, hội nhập. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại các chương trình truyền hình Những vấn đề hôm nay đã phát sóng và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.